Các bạn thân mến, trong trận đấu với Ả Rập Xê Út thì hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chỉ có được 3 cú sút, trong đó có 2 tình huống dứt điểm vu vơ và một bàn thắng rất đẹp mắt của Quang Hải. Nhưng trong trận đấu với Australia, mọi thứ đã thay đổi. Đội tuyển Việt Nam có tới 11 tình huống dứt điểm, trong khi đó thì Australia chỉ có 6. Chúng ta có 2 tình huống dứt điểm trúng đích, còn họ chỉ có 1. Điều gì đã xảy ra? Xin mời quý vị và các bạn đã đến với mổ băng của Phương Nam YouTube. Đó là một sự thay đổi về mặt thế trận, đó là một sự thay đổi về cách tiếp cận trận đấu và những thay đổi về mặt bản chất. Thứ nhất là chất lượng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện, những tình huống phòng ngự đã tốt hơn, pressing tốt hơn, giành bóng tốt hơn. Nhưng sau đó, điều quan trọng là các cầu thủ đã biết cách thoát pressing và tạo ra những tình huống tấn công. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh cụ thể mà chúng tôi có được và cùng nhau phân tích về cách chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem cự ly đội hình của tuyển Việt Nam đã như thế nào trong pha bóng này. Đây là một pha bóng mà đội tuyển Australia chủ động tấn công, còn chúng ta thì chủ động phòng ngự. Chúng ta cũng đã được đến với những hình ảnh mà chúng tôi phân tích về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Cự ly đội hình quá rộng, khoảng trống quá rộng. Thì bây giờ chúng ta hãy xem. Thứ nhất là khoảng cách giữa hàng và tuyến, giữa Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh. Chỗ này chỉ là 6,7m, rất tốt. Thử xem là chỗ Bùi Tiến Dũng và Hoàng Đức sẽ là bao nhiêu. Cũng chỉ 8,4m, rất tốt. Ngoài ra, cự ly giữa hai tiền vệ trung tâm chẳng hạn, cũng khoảng 9m. Như thế thì rất khó cho đối thủ có khả năng chuyền xuyên tuyến và tấn công trực diện. Và sau đó, khi các cầu thủ của Australia tìm cách chuyền trực diện xuyên tuyến lên phía trên thì chúng ta thấy được rằng ngay lập tức Bùi Tiến Dũng xuất hiện phán đoán và cắt bóng. Chúng ta thấy được Quế Ngọc Hải di chuyển ra hỗ trợ. Chúng ta thấy được Hồng Duy cũng có xu hướng, rồi các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam có xu hướng bo về để hỗ trợ Tiến Dũng cắt bóng trong pha bóng này. Đó chính là phòng ngự, pressing, cắt bóng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những lát cắt tiếp theo, xem họ sẽ làm gì khi có bóng. Và sau khi bóng rời chân Bùi Tiến Dũng thì hướng của đường chuyền là đến vị trí của Tiến Linh. Rất hay, bởi vì Tiến Linh đang là đỉnh của các đợt tấn công. Và điều mà chúng ta cảm nhận được sự khác biệt đó là khi Tiến Linh có bóng thì những vị trí xung quanh như Văn Đức, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải đã ngay lập tức có xu hướng di chuyển đến để hỗ trợ, để tạo ra những tình huống thoát pressing. Vì chúng ta cũng biết rằng Tiến Linh bị các cầu thủ của Australia theo rất sát trong pha bóng này. Và Tiến Linh cũng bị các cầu thủ Australia theo rất sát trong pha bóng này. Nếu như không có sự hỗ trợ của các đồng đội thì rất có thể chúng ta sẽ mất bóng. Và điều gì đã xảy ra tiếp theo? Chúng ta hãy cùng đến với hình ảnh. Đường chuyền vừa tầm của Tiến Linh đã giúp cho Hoàng Đức có được cơ hội tấn công một cách mạnh mẽ về phía trước. Và chúng ta cũng có sự hỗ trợ của Văn Đức bên phía cánh trái, Quang Hải bên phía cánh phải, và tạo ra những khoảng trống để tấn công. Và cùng với đó, rất nhanh chúng ta đã tạo ra một tình huống 3-2. Và tiếp theo thì Hoàng Đức đã có một pha xử lý rất hay, dẫn bóng và sọc thẳng vào khu vực phòng ngự của Australia. Và lúc này thì với sự hỗ trợ của Văn Đức, của Quang Hải thì Hoàng Đức đã có hai sự lựa chọn đường chuyền. Đó là một là xẻ nách bên phía này cho Văn Đức, và nếu táo bạo hơn một chút thì có thể hoàn toàn thực hiện đường chuyền trực diện để Quang Hải băng xuống dùng tốc độ để có thể vượt qua được hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Australia. Tất nhiên đường chuyền của Hoàng Đức là hướng đến vị trí của Văn Đức. Đó là một cơ hội sáng sủa hơn, và chúng ta đã tạo ra được những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Thì đường chuyền của Hoàng Đức đã đặt Văn Đức vào một thế rất lợi hại. Cùng với đó là đường chuyền của Hoàng Đức đã loại tới 4 cầu thủ phòng ngự của Australia, tạo nên một tình huống 2-1.
Và đó là cơ hội để Văn Đức cùng với Quang Hải tạo nên tình huống tấn công tiếp theo. Trong pha bóng này, rất tiếc là điều kiện mặt sân đã ảnh hưởng phần nào đến khống chế bước 1 chạm đầu của Quang Hải và dẫn đến việc khi Quang Hải sút bóng thì bóng đã bị nảy lên và bóng ăn quá nhiều ra má ngoài nên đã bỏ lỡ mất một cơ hội có thể mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Đó là những điều mà chúng ta thực sự là đáng tiếc trong pha bóng này khi mà mọi thứ chúng ta đã làm quá hay. Cự ly đội hình tốt, phòng ngự tốt, pressing, cắt bóng và chuyển đổi. Cùng với đó là khả năng xử lý đột biến cá nhân của cá nhân Hoàng Đức, khả năng di chuyển hợp lý của Văn Đức và của Quang Hải đã tạo nên một tình huống phản công rất hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai này thì hơi khác một chút. Nó lại là một pha bóng mà chúng ta sử dụng số đông để mạnh dạn tấn công. Và sau khi mất bóng thì pressing ngay phần sân của đối phương để giành bóng. Và cùng với đó là những tình huống phối hợp ở cự ly ngắn nhỏ rất thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống thứ hai mà tôi muốn đề cập. Đó là tình huống mà chúng ta tổ chức tấn công bên phần sân của đối phương, mất bóng và đã pressing rất nhanh. Điều đầu tiên chúng ta ấn tượng đó là số lượng cầu thủ trên sân ở phần sân của đối phương. 2, 4, 6, 8, 9. Có thể nói là một số lượng rất lớn, rất ấn tượng cho pha bóng này. Bóng được chuyển hướng cho Quang Hải và cùng với đó Tiến Linh để mở ra một khoảng trống rất lớn ở ngoài biên cho Trọng Hoàng băng lên. Một pha bóng hiếm hoi mà chúng ta có được lực lượng tấn công tương đối đầy đủ. Và một khoảng trống tương đối tốt để chúng ta có thể thực hiện những tình huống tấn công theo phía biên. Đây là một điều rất đáng khen, sự tự tin và những áp lực tấn công của các cầu thủ. Và ngay sau đó chúng ta cũng thấy được rằng đội ngũ ở tuyến 2 với Hoàng Đức, với Tuấn Anh, với Quang Hải, với Trọng Hoàng vẫn tạo nên được một vành đai phòng ngự từ xa tương đối tốt và để từ đó tiếp tục tạo ra những áp lực về phía khung thành của đối phương. Rất tự tin, tầng tầng lớp lớp. Và ngay khi bị phản công thì các cầu thủ cũng đã biết cách phạm lỗi chiến thuật một cách tương đối an toàn. Pha bóng tiếp theo lại là một pha bóng theo chiều hướng khác. Lần này cũng là một tình huống chúng ta phòng ngự tốt, giành được bóng và thoát pressing. Ở trận đấu với Ả Rập Xê Út thì chúng ta đã rất nhiều lần giành được bóng, nhưng lần lượt Quang Hải bị phạm lỗi, Tuấn Anh bị mất bóng. Nhưng lần này mọi thứ đã khác và vì sao khác chúng ta sẽ cùng đến với pha bóng này. Đây là một tình huống mà Australia tấn công. Họ phối hợp không tốt và Trọng Hoàng là người đã giành được bóng. Và chúng ta hãy nhìn xung quanh Trọng Hoàng có Thành Trung, có Tuấn Anh, có Quang Hải, có Tiến Linh, có phía xa là Hoàng Đức. Có rất nhiều những sự lựa chọn đường truyền. Và cho dù là đối thủ thì cũng đã có được một số lượng rất đông để kiểm soát, để pressing. Nhưng quan trọng là cầu thủ Việt Nam đã chơi bóng với một tâm thế khác. Họ bình tĩnh. Đây là nhịp đầu tiên phối hợp. Một lần nữa vẫn là những tam giác, những tứ giác phối hợp với nhau một cách rất là cơ bản. Truyền lên, truyền ngang. Đấy. Và sau đó có cả sự hỗ trợ của Tiến Linh nữa. Có rất nhiều sự lựa chọn đường truyền, thế nên các cầu thủ đã rất tự tin. Một tình huống khác khi mà Tuấn Anh gặp áp lực rất lớn từ hai cầu thủ của đối phương. Nhưng lần này thì Tuấn Anh đã không làm mất bóng nữa. Anh đã bình tĩnh xử lý bằng cách chuyền bóng cho Quang Hải để thoát pressing. Rất hay. Và điều quan trọng hơn, khi Tuấn Anh chuyền cho Quang Hải thì Trọng Hoàng ở vị trí này đã sẵn sàng cho một tình huống leo biên. Và sự ăn ý giữa Quang Hải và Trọng Hoàng đã tạo ra một tình huống thoát pressing rất hay. Chúng ta thấy không ạ? Đó là một tình huống mà Tiến Linh cùng với Tuấn Anh, cùng với Tiến Linh ở phía xa đã tạo ra một tình huống pressing khác. Và khi đường truyền đã được giải quyết lên phía trên này thì có nghĩa là chúng ta cũng đã giải quyết rất tốt bài toán thoát pressing. Và tình huống này kết thúc bằng một pha bóng Tiến Linh bị phạm lỗi ở phần sân của đối phương. Có nghĩa là chúng ta đã giải quyết rất tốt những tình huống mà chúng ta bị pressing ở phần sân nhà, thoát pressing bằng những tình huống ban bật ở cự ly ngắn với những sự hỗ trợ của tam giác, tứ giác, những kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp đúng với sở trường của cầu thủ Việt Nam. Trận trước chúng ta chưa làm được thì trận này chúng ta đã làm được rất tốt. Đó là những gì mà tôi tổng kết về pha bóng này. Chúng ta sẽ cùng đến với pha bóng tiếp theo. Pha bóng này là pha bóng đặc biệt, pha bóng gây tranh cãi trong trận đấu. Pha bóng đã dẫn đến tình huống mà Hồng Duy sút bật tay
cầu thủ đối phương. Một điều nữa mà chúng ta muốn khẳng định với nhau đó là phòng ngự rất tốt. Quế Ngọc Hải là người bật cao đánh đầu cản phá. Bùi Tiến Dũng là người hỗ trợ phía sau. Xung quanh có Hồng Duy, có Trọng Hoàng hỗ trợ. Và tuyến 2 chúng ta cũng có được Tuấn Anh, có được Hoàng Đức lùi về hỗ trợ. Tiếp sau đó thì Tuấn Anh với nỗ lực của mình đã đưa được trái bóng lên cho Tiến Linh ở một cự ly vị trí tương đối thoải mái. Và đây cũng là một trong yếu tố để chúng ta thoát được pressing từ chỗ rất khó khăn ở khu vực phòng ngự. Chúng ta đã chuyển được trái bóng lên với vị trí thoáng hơn ở khu vực giữa sân và Tiến Linh không bị kèm cặp. Tiếp tục lại là một pha bóng khác. Sau khi Tiến Linh có bóng và kết hợp với Quang Hải, chúng ta lại có được một tình huống triển khai bóng một cách hợp lý. Cho dù Quang Hải bị phạm lỗi, nhưng Tiến Linh lúc này là người có bóng. Và chúng ta đang khiến cho các cầu thủ phòng ngự bên phía Australia bối rối. Và cho dù họ vẫn đang có được hệ thống phòng ngự tốt, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách triển khai tấn công. Đó mới là điều mà chúng ta ghi nhận ở đội tuyển trong trận đấu này. Thời cơ để phản công nhanh đã qua đi, nhưng quan trọng là các cầu thủ đã biết cầm nhịp lại và phối hợp với nhau một cách tốt hơn. Ở pha bóng này, chúng ta thấy được sau khi Tiến Linh gặp khó và bắt buộc phải chuyền về, thì một miếng tấn công mới của đội tuyển Việt Nam đã được triển khai. Đó là đường chuyền trả về cho Trọng Hoàng. Và cùng với đó là Quang Hải di chuyển thông minh vào khoảng trống. Tiếp tục lại là những pha bóng nhịp nhàng bên phía cánh phải. Và nó đã giúp cho đội tuyển Việt Nam phá được hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Australia. Và lần này, một lần nữa, khoảng trống đã được các cầu thủ Việt Nam tạo ra. Và cùng với đó là kỹ năng xử lý bóng của Quang Hải, khả năng cảm nhận vị trí và di chuyển tốt của Tiến Linh đã giúp cho chúng ta đưa được trái bóng đến vị trí thuận lợi hơn. Rất nhịp nhàng, rất hiệu quả. Và ở pha bóng này thì chúng ta đã tạo ra được một thế tấn công rất tốt với người có bóng là Tiến Linh. Trung lộ có Văn Đức đang xin bóng, Quang Hải cũng là một sự lựa chọn đường truyền. Nhưng rõ ràng lúc này thế mạnh nhất vẫn là khoảng trống ở phía này. Lẽ ra Tiến Linh hoàn toàn có thể có một đường truyền tốt hơn về khoảng trống để Hồng Duy băng lên dứt điểm. Đấy, nhưng trong trường hợp này thì Tiến Linh lại thực hiện đường truyền không thực sự tốt, hơi ngang về phía Hồng Duy. Có thể Tiến Linh sợ truyền sâu quá sẽ bị cắt. Nhưng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện thì Hồng Duy vẫn biết cách sửa sai cho người đồng đội của mình và vẫn có thể tung ra một tình huống dứt điểm. Đây là một pha bóng mà Hồng Duy đã có bóng và sau đó thì anh đã thực hiện một tình huống dứt điểm rất căng. Bóng đã chạm tay Grant trong vòng cấm. Nhưng sau khi kiểm tra VAR thì trọng tài đã quyết định đó không phải là một quả penalty. Và đây lại là một pha tấn công khác của đội tuyển Việt Nam. Vẫn là tình huống phòng ngự chuyển đổi. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy được hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất ổn với 5 cầu thủ phòng ngự và cùng với đó Hoàng Đức lùi về hỗ trợ và lấy bóng. Từ tình huống này, Hoàng Đức thoát pressing rất hay và tạo ra những tình huống dù xung quanh là những sự kèm cặp đến từ cầu thủ Australia. Và trong pha bóng này cũng có sự hỗ trợ của Trọng Hoàng. Và Đức đã quyết định sự lựa chọn là đường chuyền cho Trọng Hoàng. Và các bạn thân mến, đây là một pha bóng mà chúng ta thấy rằng Trọng Hoàng cùng với Tiến Linh đã tìm thấy nhau trong một pha bóng mà chúng ta hiếm khi nhìn thấy trong những trận đấu gần đây. Đó là những đường chuyền vào phía sau lưng hàng phòng ngự của đối phương và khoảng trống để Tiến Linh băng lên. Đó là pha bóng khá hay và lần này thì Trọng Hoàng đã chuyền bóng qua lưng của Sauta để Tiến Linh băng xuống. Rất tiếc là Linh đã không thể theo được đường chuyền này và không thể khống chế được chạm đầu tiên. Nếu như kiểm soát bóng tốt hơn thì Linh sẽ có cơ hội rất lớn để vượt qua nốt Matthew Ryan và ghi bàn. Đây là một tình huống không thành bàn nhưng cũng sẽ là một trong những hướng để đội tuyển Việt Nam có thể triển khai tấn công trong những trận đấu tiếp theo. Và đây cũng có thể nói là một trong những pha phản công kinh điển của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu với Australia. Vẫn là những tình huống quen thuộc mà chúng ta được chứng kiến ở trận đấu này được lặp đi lặp lại một cách như một lập trình. Hệ thống phòng ngự vẫn rất ổn với số đông cầu thủ. Có tới 7 cầu thủ đang tham gia mặt trận phòng ngự và có tới 3 cầu thủ đã sẵn sàng cho việc phản công. Vẫn là một kịch bản quen thuộc những tình huống phá bóng
của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến vị trí của Tiến Linh là tiền đạo mục tiêu. Tiến Linh đã làm khá tốt điều này trong trận đấu hôm đó khi mà anh luôn luôn là điểm đến của những đường chuyền và cũng đã giải quyết nó tương đối tốt. Trong pha bóng này thì Tiến Linh đã thực hiện đường chuyền cho Quang Hải. Và cùng với đó, Văn Toàn bên phía cánh này đã băng lên. Và còn một người nữa chúng ta hãy lưu ý đây là Trọng Hoàng đã ở vào vị trí tăng tốc và tốc độ xuất phát. Và chúng ta hãy cùng xem những gì đã diễn ra sau đó. Bóng đến chân Quang Hải ở một vị trí thuận lợi. Văn Toàn đang tăng tốc. Và bên cánh bên kia, Trọng Hoàng cũng đã tiếp tục có khoảng 20 mét tốc độ. Có lẽ là đến 10 người thì 9 người sẽ thực hiện đường chuyền thẳng để Toàn tăng tốc và chiếm vị trí này. Đó là một giải pháp không tệ. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng hậu vệ của Australia cũng đã ở một vị trí phòng ngự tốt và hoàn toàn có thể tăng tốc và can thiệp kịp với Văn Toàn. Thế nên Quang Hải đã đưa ra một sự lựa chọn có thể nói là rất táo bạo, rất bất ngờ và cũng rất kỹ thuật. Đó là một đường chuyền giấu ý đồ vào một khoảng trống rất lớn bên phía cánh phải này. Và chúng ta biết rằng lúc này thì Trọng Hoàng vẫn đang còn ở tít phía sau và chắc chắn là Quang Hải không thể quan sát thấy Trọng Hoàng trong pha bóng này, mà Hải truyền đường chuyền này là hoàn toàn theo cảm nhận, theo cảm quan chiến thuật và đôi khi nó là linh cảm của Quang Hải khi biết rằng sẽ có một cầu thủ ở bên phía bên đó. Và chúng ta sẽ thấy được là đường chuyền của Quang Hải tốt như thế nào và Trọng Hoàng cũng đã sẵn sàng cho việc tăng tốc ở bên phía cánh phải để tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm. Và sau nỗ lực khoảng tầm 80 mét tốc độ thì Trọng Hoàng cũng đã đến được phần cuối sân của đối phương và thực hiện đường chuyền rất nguy hiểm vào phía trong. Trong pha bóng này thì đường chuyền của Trọng Hoàng đã không may chạm chân của một cầu thủ phòng ngự bên phía Australia. Nếu không thì hoàn toàn Hồng Duy đã có thể ghi bàn trong pha bóng này. Tôi tin chắc là như vậy. Một tình huống phòng ngự chuyển đổi phản công tốc độ cao rất hay của đội tuyển Việt Nam. Một điều mà chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến ở những trận đấu tiếp theo. Và pha bóng cuối cùng cũng là một pha bóng rất ấn tượng. Và lần này không phải là phòng ngự chuyển đổi mà là chúng ta chủ động cầm bóng, thoát pressing và tổ chức tấn công với một tốc độ rất cao. Xuất phát từ tình huống ném biên của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng và các cầu thủ Việt Nam bị vây giáp rất sát bởi các cầu thủ của Australia. Nhưng hay nhất là đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách thoát pressing. Bóng đã được thoát pressing từ vị trí sát biên đến vị trí của Đức Trinh. Và chúng ta cũng thấy rằng xung quanh các cầu thủ Australia vẫn đang tiếp tục gây sức ép rất lớn. Đây là một đội bóng có đẳng cấp và việc họ có được sức ép, có được vị trí và phòng ngự tốt là đương nhiên. Nhưng chúng ta hãy cùng đến với những lát cắt tiếp theo. Lần này thì chúng ta phải có lời khen cho Đức Trinh. Ở một tư thế bị hai người kèm cặp, một người chặn phía trước thì Đức Trinh đã kịp quan sát thấy Văn Toàn ở vào một vị trí xuất phát và thực hiện ngay đường chuyền vào khoảng trống đúng với hướng di chuyển của Văn Toàn. Một tình huống xử lý tốt của Đức Trinh và Văn Toàn cũng đã cho thấy được khả năng di chuyển, khả năng chọn vị trí và khả năng tăng tốc của mình. Một pha bóng rất thú vị. Văn Toàn đã cho thấy được tốc độ sức dướn khi vượt được qua khỏi sự truy cản của Matthew Ryan. Và đây cũng là một tình huống xuất tướng khá hay của thủ thành đến từ câu lạc bộ Real Sociedad. Chúng ta hình dung nếu như Matthew Ryan không xuất hiện ở đây thì rất có thể là Toàn sẽ là người kiểm soát bóng và sập thẳng vào khung thành của đối phương. Nhưng Matthew Ryan đã xuất hiện và làm chậm được tình huống tấn công của Văn Toàn. Nhưng cơ hội vẫn đến với đội tuyển Việt Nam. Toàn vẫn là người giữ được bóng, vượt qua được cầu thủ của đối phương và lần này có cả sự hỗ trợ của Hồng Duy. Nhưng rất tiếc là trong pha bóng này thì Toàn đã có một đường truyền không tốt, Toàn truyền ngang và lỡ đà Hồng Duy. Chứ nếu mà Toàn truyền chéo hơn một chút nữa xuống vị trí này, ngắn lại một chút, phù hợp với đà di chuyển của Hồng Duy thì rất có thể Hồng Duy sẽ kịp băng lên và thực hiện tình huống dứt điểm, ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Rất tiếc.
là đường truyền của Toàn đã bị lỡ so với đà của Hồng Duy. Và cho dù là nỗ lực cố gắng không chê bóng, xoay lại, dứt điểm, nhưng Hồng Duy cũng không thể ghi bàn. Cú đá của Hồng Duy đã không thể vượt được qua sự truy cản của các cầu thủ phòng ngự bên phía Australia, những người rất to con và có sải chân dài. Và các bạn thân mến, đó là những lát cắt của Phương Nam về những tình huống mà đội tuyển Việt Nam đã tổ chức tấn công cho trận đấu với Australia. Có lẽ là chúng ta rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ của đội tuyển chúng ta đã thể hiện. Đặc biệt là so với màn trình diễn trong trận đấu với Ả Rập Xê Út, thì lần này sức tấn công của đội tuyển Việt Nam đã tốt hơn nhiều. Nếu như Quang Hải xuất sắc hơn, chắc chiu hơn và mặt sân tốt hơn một chút trong tình huống diễn ra ở phút thứ 7, thì thậm chí là chúng ta có bàn thắng và tỷ số trước. Nếu như trọng tài quan sát kỹ càng hơn, ở góc quay thuận lợi hơn và quyết định cho chúng ta có được một quả penalty rất xứng đáng ở phút thứ 27, thì chúng ta cũng có thể là đội bóng vươn lên dẫn trước. Nếu như Văn Toàn chắt chiu hơn trong đường truyền với Hồng Duy, thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể có bàn thắng cân bằng tỷ số ở những phút cuối cùng, hoặc là nỗ lực của Trọng Hoàng trong đường căng ngang cho Hồng Duy băng lên dứt điểm. Chúng ta phải đối đầu với đội bóng đang xếp thứ 4 ở châu Á, một đội bóng thường xuyên có mặt ở World Cup, nhưng chúng ta đã chơi rất quả cảm và đã có được những chỉ số thuyết phục cùng với những hình ảnh như thế này. Nó cho thấy sự tiến bộ rất lớn của đội tuyển Việt Nam trong cách mà chúng ta phòng ngự tốt hơn, pressing tốt hơn, chuyển đổi tốt hơn và thoát pressing, cùng với đó là những tình huống phối hợp cuối cùng. Không chỉ là những tình huống phản công tốc độ, mà đôi khi nó là những tình huống tấn công có nhịp điệu tốt, với sự nhịp nhàng của các cầu thủ, với kỹ năng kiểm soát bóng và khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp, chúng ta đã khiến cho đội tuyển Australia gặp rất nhiều khó khăn. Và đó là sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ở lượt đấu thứ 3. Còn bây giờ thì có lẽ là Phương Nam sẽ phải nói lời chào tạm biệt. Hy vọng rằng những gì mà chúng tôi đã phân tích trong chương trình Phương Nam YouTube ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị các bạn có được những sự hiểu biết hơn về thế trận và những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh của Đặng Phương Nam. Cùng với đó là hãy lan tỏa những clip như thế này để nhiều khán giả hơn nữa biết đến những trận đấu của đội tuyển Việt Nam với những sự phân tích của cá nhân Phương Nam cùng với những người đồng nghiệp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đặng Phương Nam Official, thì xin mời quý vị các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.